Xin chào các bạn, sau khi đã tính được doanh thu bán ô tô dự kiến của Tesla thông qua việc ước tính giá trung bình của từng mẫu và số lần giao hàng tương ứng, bây giờ chúng ta nhìn kỹ hơn vào mô hình này bằng cách đưa ra những kịch bản dự kiến khác nhau. Mục tiêu của chúng ta trong bài học này là xây dựng một mô hình linh hoạt để có thể tự động điều chỉnh khi di chuyển giữa các kịch bản. Vì vậy, khi xây dựng các giả thuyết của mình, điều quan trọng là phải chừa chỗ cho sự linh hoạt và đưa ra các kịch bản như chúng ta đã thực hiện ở đây, trường hợp xấu nhất, trường hợp cơ sở và trường hợp tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là mô phỏng những gì sẽ xảy ra với doanh thu của Tesla nếu giá bán trung bình hoặc số lượng xe được giao khác với dự đoán. Giả sử trường hợp cơ sở của chúng tôi là 100%, sau đó chúng ta có thể giả sử trường hợp xấu nhất, trong đó doanh thu sẽ là 98% của trường hợp cơ sở, và kịch bản trong trường hợp tốt nhất của chúng ta sẽ là doanh thu bằng 102% kịch bản của trường hợp cơ sở. Tất cả những gì tôi phải làm là sao chép và dán các số này vào vùng màu xám bên dưới bảng. Được rồi, bây giờ chúng ta cần một công cụ cho phép buộc 3 trường hợp khác nhau với kịch bản tương ứng đã được chọn ở trường driver. Hãy nhớ rằng chúng ta có một ô để chọn trường hợp ở đây. Để kết hợp cả 3 kịch bản với giá trị được hiển thị ở đây, chúng ta sẽ sử dụng chức năng chọn. Bạn có thể nhìn thấy trên hàng tỷ lệ phần trăm cho trường hợp tệ nhất và trường hợp tốt nhất, chúng ta có một số không gian để thêm kịch bản đã chọn. Chức năng chọn sẽ giúp chúng ta tạo ra một cơ chế chọn kịch bản đã chọn. Tôi sẽ nhập choose và tham số đầu tiên để chọn là số chỉ số. Đây là ô trường hợp được chọn trong trường driver, sẽ cho biết chức năng chọn xem có cung cấp kết quả sẽ là giá trị đầu tiên, thứ hai hay thứ ba mà chúng ta đã thêm hay không. Tất nhiên, ba giá trị tôi sẽ thêm là các giá trị bên dưới, một cho trường hợp xấu nhất, một cho trường hợp cơ sở và một giá trị thứ ba cho trường hợp tốt nhất. Một điều chúng ta phải luôn ghi nhớ là sửa các tham chiếu ô đúng cách. Trong trường hợp này, chúng ta muốn giữ cả ba giá trị linh hoạt vì chúng ta sẽ dán xuống dưới và sang phải. Tuy nhiên, tôi sẽ cần sửa cả hai tham chiếu của ô trường hợp đã chọn vì tôi muốn nó đứng yên. Tôi có thể dễ dàng thực hiện điều này bằng cách sử dụng phím tắt F4. Được rồi, chức năng đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta có thể dán cho tất cả các thời kỳ. Hãy nhân số lượng giao hàng của mẫu số 3 trong giai đoạn dự báo đầu tiên và giá trung bình của mẫu số 3. Đây là cách sửa tham chiếu cột của giá bán trung bình của mẫu số 3 để nó vẫn cố định khi chúng ta dán sang phải. Chúng ta không nên quên nhân với số liệu của trường hợp đã chọn thu ở trước đó. Vì vậy, trong trường hợp tệ nhất, doanh thu trường hợp cơ sở sẽ được nhân lên 98%, trong trường hợp cơ sở doanh thu sẽ vẫn như hiện tại, và trong trường hợp tốt nhất, doanh thu sẽ nhân 102% so với dự kiến ban đầu của chúng ta. Một chi tiết cuối cùng, nếu chúng ta đang ước tính doanh thu bằng hàng triệu, tôi sẽ phải chia cho 1 triệu. Được rồi, bây giờ hãy dán và điền vào toàn bộ bảng. Số liệu tổng bạn đang thấy ở đây là doanh thu ô tô của Tesla trong mỗi năm của giai đoạn dự báo. Trong bài học tiếp theo, chúng ta hãy tính toán lợi nhuận gộp bán ô tô của Tesla. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.